Toàn thể gia quyến và bạn bè đã tiến hành lễ đưa tang cho cố diễn viên Mai Phương về nơi ăn nghỉ cuối cùng sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Sự ra đi của Mai Phương là một mất mát rất lớn đối với gia đình bởi cô được biết đến như một người sống rất tình cảm và được nhiều người yêu mến. Xót xa hơn cả chính là hình ảnh cô bé La Vi, con gái của nữ diễn viên, mới 7 tuổi đã phải xa mẹ mãi mãi. Trong suốt những năm qua, Mai Phương một mình nuôi con nhỏ, bé La Vi cũng là nỗi chăn trở lớn nhất của Mai Phương trước khi mất. Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ là người chăm sóc và nuôi dưỡng bé La Vi khi Mai Phương qua đời, cha ruột Phùng Ngọc Huy lại đang định cư ở xa. Chia sẻ câu chuyện này với chúng tôi, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho hay, trước khi mất, Mai Phương đã ủy quyền nuôi con gái cho ông bà ngoại, còn anh chị em nghệ sĩ chúng tôi cũng đang nhờ luật sư lập quỹ ủng hộ cho bé đến năm 18 tuổi bé sẽ sử dụng. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi là người luôn hỗ trợ và sát cánh bên Mai Phương những ngày mới nhập viện. Lời cuối nghệ sĩ Trịnh Kim Chi viết cho Mai Phương được đăng tải trên trang cá nhân khiến bao người xúc động. Đêm nay là đêm cuối của Phương, mai em về với Chúa, về nơi thật xa, ở đó không còn buồn khổ và những cơn đau vật vã nữa, chỉ thương con thơ. Em yên tâm nhé, mọi người sẽ quan tâm và bảo vệ cho La Vi. Rất nhiều anh chị em đồng nghiệp và khán giả thương nhớ em, mọi người cầu nguyện những điều tốt lành cho em. Trước đó, khi được hỏi về việc chăm sóc La Vi sau khi Mai Phương qua đời, ốc Thanh Vân cũng cho biết Chuyện này không đơn giản như mang về một món đồ, một con búp bê mà là một con người. Trước đó cũng nhiều người ngỏ ý với Phương chuyện nhận nuôi bé La Vi, nhưng Phương không muốn. Mình nghĩ Phương sợ, ví dụ vào nhà mình, tuy có điều kiện nhưng mình vẫn còn vài đứa con nhỏ, con Phương có thể không được lo như con của mình. Trước hết, mình tôn trọng quyết định của Phương, hiện tại gia đình vẫn chăm lo cho bé rất tốt. Mình thương, mình giúp, chứ mình không thể can thiệp vào những việc gia đình được. Nếu như cần gì, mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ bởi đây là việc của mình từ lâu rồi, tuy nhiên nó cũng sẽ ở một mức độ nào đó thôi. Chứ nếu được ở với gia đình, ông bà thì tốt hơn rồi, còn nếu không thì phải có cách sao cho hợp lý. Mai Phương, tên đầy đủ là Phạm Thị Mai Phương, sinh năm 1985, là diễn viên của làng giải trí Việt. Cô được biết đến qua các vai diễn trong phim Hương Phủ Sa, Xóm Cào Cào, Trai Nhảy. Vào tháng 8 năm 2018, thông tin Mai Phương bị ung thư được chia sẻ khiến nhiều người hâm mộ vô cùng lo lắng rất đông bạn bè nghệ sĩ đã kêu gọi quyên góp giúp đỡ nữ diễn viên trong suốt quá trình bị bệnh mai phương khiến bao người cảm phục vì luôn lạc quan mạnh mẽ